Cha, con chào công đoàn. Tên con là Nguyễn Thị Theo, con ở Hà Nội, lớn lên Hà Nội ạ. Được ơn. Con được cái gì của Chúa nói to cho mọi người nghe. Con được ơn lớn nhất của Chúa đó là hôm nay con được hiện diện ở đây, được cha mời con lên ở đây, vì con nghĩ chắc Chúa cũng đã nghe thấy lời con cầu nguyện và Chúa cũng thương con. Nên con cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Ơn lớn nhất của con đó là con có một gia đình có thể nói chưa được hoàn hảo, nhưng cũng con cũng rất hài lòng. Cho thể gặp con, mời chồng và con lên đây. Anh cho con lên đây đi. Giờ này anh ở đâu? Thưa anh chị em, chúng ta có thấy rằng là cái ơn phúc của mình đó là có một gia đình hạnh phúc, có thấy là ơn không? Đó là cái ơn lớn lắm, mà nhiều, rất rất nhiều gia đình ngày hôm nay không có được cái hạnh phúc là vợ chồng tát bể đông cũng cả. Không có được hạnh phúc là có được những đứa con ngoan ở trong gia đình, hay là gia đình mình được mạnh khỏe, được bình an, không thấy đó là ơn. Chỉ khi nào gia đình mình tan vỡ rồi mình nối lại, mình mới bảo đó là ơn. Trong lúc mình đang có, mình không thấy là ơn, mất đi rồi tìm lại mới bảo là ơn. Là sao thưa anh chị em? Đây là một gia đình bé, con đứng trên này, cao con. Hai bé ở trên này. Con đứng trên. Leo lên con. Bé leo lên. Lên. Nhấc em lên con. Để em lên. Rồi, con tên là gì? Con tên là Trần Hoàng Hà, năm nay con 9 tuổi. Con học lớp mấy? Học lớp 3. Rồi, còn em con tên gì? Em con tên là Trí Nguyên. Mấy tuổi? 4 tuổi. Rồi, hai con đứng đây, dĩ em con. Rồi, còn anh bạn tên gì? Con Luca Trần Văn Tùng. Con năm nay 32 tuổi. Rồi, chúng con lập gia đình được bao nhiêu năm? Con được 10 năm. 10 năm được mấy đứa? Con được 2 đứa. Cãi nhau mấy lần? Ừ, nhiều lắm. Chúng ta thấy cái điều bảo là gia đình mà không cãi nhau coi như là tiểu thuyết, là chuyện mơ. Mà bây giờ gia đình mà cãi nhau được mà vẫn sống hạnh phúc với nhau được, vẫn sống hài hòa, vẫn sống bình an với nhau được, thì anh chị em phải có ơn của Chúa mới hàn gắn được. Rồi ơn kế tiếp là ơn gì con? Ơn của con đó là trong 10 năm qua con sống với chồng con thì cũng nụ cười thì cũng ít mà nước mắt thì cũng nhiều. Chồng con cũng có ham chơi lô đề, nhưng mà con cũng được Chúa ban ơn là luôn tha thứ cho chồng con và ở bên cạnh gia đình để vun đắp gia đình. Con tạ ơn Chúa, Chúa luôn ở bên con. Nhiều khi cũng gặp nhiều trắc trở, là có khi còn đi đến cả quyết định bỏ nhau, nhưng mà con cũng luôn thì thầm bên Chúa khi cầu nguyện. Con luôn cầu nguyện, con tin thác vào Chúa, Chúa cũng luôn gìn giữ gia đình cho con, không để con bỏ cuộc trong cái gia đình này. Thế nên con cảm tạ ơn Chúa vì trong nhiều lúc như vậy thì Chúa vẫn luôn gìn giữ che chở cho gia đình con ạ. Hallelujah! Thưa anh chị em, đây là một gia đình đã trải qua sóng gió, đã có những lúc tưởng chừng như là đường ai nấy đi, nhưng mà bám chắc vào lòng thương xót của Chúa hơn là cậy dựa vào tiền của, không để kho tàng lòng mình ở dưới đất mà để trên trời. Thế nên Chúa đã cho vượt thắng để ngày hôm nay dám mạnh dạn cả hai vợ chồng đến đây để tuyên dương quyền năng lòng thương xót của Chúa, để trả gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng gửi tặng cho con. Biết làm cây quạt để làm gì không? Con biết múa cùng với cha mấy điểm con tin mừng. Rồi ở đây thì múa, còn về nhà? Về nhà quạt cho vợ con. Rồi cho người ta phát thầy thưa anh chị em. Rồi ta gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, bé nha. Đây con. Rồi đây gửi tặng cho con, nhà có CD phải không? Rồi đây là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho chúng con. Nào lớp này có đi tu không con? Có. Rồi chúng ta lại có một linh mục trong tương lai. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi mời con lên đây.